Nhà nấu nướng hết, dọn dẹp nhà cũng là cô hết. Đứa nào về sớm thì đứa làm. Hầu như là mẹ em làm nhiều hơn. Chỉ có cuối tuần em mới được nghỉ thôi. Nhưng mà cuối tuần thì bây giờ em có con rồi thì ở nhà hầu như là cũng bế nó nhiều hơn. Mẹ làm việc nhà nhiều hơn em. Chung quy lại là mẹ làm hết. Dạ. Hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì chị? Thôi cái này cho mẹ nói đi. Nói chung nó đi làm suốt ấy. Tôi có lúc biết mà, ở nhà đó. Có lúc mình muốn gặp nó thì nó về gái mình là đi công tác xã hội của mình. Có chuyện gì để mà nói. Hai mẹ con hay đi mua, đi siêu thị mua quần áo chung không? Cố mua cho mình thôi. Vợ chồng nó đi thì nó mua cái gì mình về mình. Ừ, cảm ơn. Nhưng mà lỡ những cái đồ mà không hợp ý cô thì sao? Không hợp thì cũng thôi mai một đừng mua. Không dạ, tiền. Dạ. Lấy thế thôi có tiền đưa mẹ mày mua cho. Hai mẹ con có hay tâm sự với nhau không? Có một câu một à. Hồi chưa có con á, chào mẹ con đi làm, tối về chào mẹ con về. Xong. Hết. Không nói gì hết. Mẹ ăn nấu cơm chưa? Cô này ít lời lắm nhưng mà có điều là nó cũng mình cũng thông cảm cho nó còn trẻ quá, mình tới 60 mấy tuổi rồi. Lúc mà chưa có con á thì đi làm suốt từ sáng đến chiều tối. Dạ. Bây giờ có con á thì phải chăm sóc con. Dạ. Thành ra cũng không có thời gian để nói chuyện với mẹ chồng, ăn mua đồ ăn sáng cho mẹ. Cái này thì em chưa làm được. Tại vì mẹ dậy sớm lắm. Không lẽ cả cuộc đời làm dâu chưa bao giờ dậy sớm trước mẹ bữa nào không? Em chưa bữa nào. Ngày xưa nha, ở dưới quê đó, nếu mà mẹ chồng mà dậy trước con dâu là con dâu mệt lắm đấy. Đúng rồi. Con dâu là phải canh mẹ chồng dậy lúc nào. Mình cố gắng dậy sớm, không được nhiều cũng được ít. Chắc chưa được nào dậy trước mẹ. Nhưng mà mẹ cũng không phàn nàn gì hết hả chị? Mẹ có bắt mình phải dậy sớm, phải dọn dẹp nhà cửa không? Nhà không. Cái này là mẹ chưa bao giờ mẹ nói. Chỉ có lâu lâu mẹ góp ý với nó là con dậy con đốt nhang. Nhưng mà chỉ được một bữa nhưng mà cũng là dậy sau mẹ. Cô bản tính từ nào giờ hay đi tập? Tập thể dục buổi sáng, buổi sáng. Thì 5 giờ là mình đã. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC Lê Lộc. Dạ. Tôi là Trần Thúy Hoàng. Tuổi thật năm nay 65 tuổi. 65 hả? À. Trẻ quá vậy. Trẻ thua Quyền Linh. Chú chị cũng chục năm rồi. Dạ. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Con xin chào chú Quyền Linh. Rồi. Chào MC Lê Lộc. Em tên là Nguyễn Thị Ngoan. Hôm nay em 27 tuổi. Ngoan hả? Dạ. À, công việc hiện tại của em đang là kế toán và em làm dâu của mẹ được 3 năm. Vậy là mình có mấy bé rồi ha? À, hiện tại thì em đang có bé 11 tháng ạ. Bây giờ là bà chăm sóc rồi hả? Dạ. Vừa công tác xã hội vừa chăm sóc. Dạ. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình thì cô ấn tượng gì cô gái này? Ngày đầu tiên thì cháu nó dẫn về thì giấu kín lắm. Sau vài tuần là cưới. Các cháu tìm hiểu được rồi thì về mình cưới thôi. Hỏi con là có tiền đủ chưa? Nói đủ rồi. Cái cưới à. Chỉ có vài tuần đó là mẹ chồng nàng dâu gặp nhau thôi. Nhưng mà gặp có ấn tượng gì cô gái này không? Ấn tượng như thế là xinh gái này, có công ăn việc làm ổn định này, rồi là người Bắc của mình nữa này. Yeah. Mà con nó đã ấn tượng thì chắc chắn mình cũng phải ấn tượng. Không biết nàng dâu thì sao, nàng dâu có ấn tượng điều gì mẹ chồng ở lần gặp đầu tiên không? Trước đó thì em có nghe chồng em nói là mẹ hơi khó tính. Em cũng có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà lần gặp đầu tiên thì em thấy mẹ hiền, thấy mẹ cởi mở. Mẹ cũng đâu có giữ đâu. Dạ thì mẹ không giữ. Nhưng mà chồng em có nói là mẹ em rất là chồng giữ. Chồng quá. Chồng hù trước rồi cho bà. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Thì sau đó khi về làm dâu thì sao cô? Cưới xong được có mấy ngày à, rồi cháu đi làm. Công việc ở nhà mẹ lo, ai đi về sớm thì nấu cơm. Mẹ cũng đang đi làm, mẹ không phải ở nhà phục vụ không. Khi nào có cháu thì mẹ ở nhà phục vụ cũng được. Mình cứ nghĩ là thôi thì người ta mới đẻ ra đứa con mới bị lớn là về đi phục vụ con mình là quý hóa rồi. Thế miễn là hai đứa tụi nó hòa thuận hạnh phúc là mình mừng. Dạ, yeah. Cô nhà nấu nướng hết, dọn dẹp nhà cũng là cô hết. Đứa nào về sớm thì đứa làm. Hầu như là mẹ em làm nhiều hơn. Chỉ có cuối tuần em mới được nghỉ thôi. Nhưng mà cuối tuần thì bây giờ em có con rồi thì ở nhà hầu như là cũng bế nó nhiều hơn. Mẹ làm việc nhà nhiều hơn em. Chung quy lại là mẹ làm hết. Dạ, yeah. Hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì chị? Thôi cái này cho mẹ nói đi.
Nói chung nó đi làm suốt ấy. Tôi có lúc biết mà, ở nhà lắm. Có lúc mình muốn gặp nó thì nó về gãi mình là đi công tác xã hội của mình. Có chuyện gì để mà nói. Hai mẹ con hay đi mua, đi siêu thị mua quần áo chung không? Cố mua cho mình thôi. Vợ chồng nó đi thì nó mua cái gì mình về mình ôm. Cảm ơn. Nhưng mà lỡ những cái đồ mà không hợp ý cô thì sao? Không hợp thì cũng thôi mai một đừng mua. Không dạ, tiền. Dạ. Lấy thế thôi có tiền đưa mẹ mày mua cho. Hai mẹ con có hay tâm sự với nhau không? Có một câu một à. Hồi chưa có con á, chào mẹ con đi làm, tối về chào mẹ con về. Xong. Hết. Không nói gì hết. Mẹ ăn nấu cơm chưa? Cô này ít lời lắm nhưng mà có điều là nó cũng mình cũng thông cảm cho nó còn trẻ quá, mình tới 60 mấy tuổi rồi. Lúc mà chưa có con á thì đi làm suốt từ sáng đến chiều tối. Dạ. Bây giờ có con á thì phải chăm sóc con. Dạ. Thành ra cũng không có thời gian để nói chuyện với mẹ chồng, ăn mua đồ ăn sáng cho mẹ. Cái này thì em chưa làm được. Tại vì mẹ dậy sớm lắm. Không lẽ cả cuộc đời làm dâu chưa bao giờ dậy sớm trước mẹ bữa nào không? Em chưa bữa nào. Ngày xưa nha, ở dưới quê đó, nếu mà mẹ chồng mà dậy trước con dâu là con dâu mệt lắm đấy. Đúng rồi. Con dâu là phải canh mẹ chồng dậy lúc nào. Mình cố gắng dậy sớm, không được nhiều cũng được ít. Chắc chưa được nào dậy trước mẹ. Nhưng mà mẹ cũng không phàn nàn gì hết hả chị? Mẹ có bắt mình phải dậy sớm, phải dọn dẹp nhà cửa không? Dạ. Cái này là mẹ chưa bao giờ mẹ nói. Chỉ có lâu lâu mẹ góp ý cứ nói là con dậy con đốt nhang. Nhưng mà chỉ được một bữa nhưng mà cũng là dậy sau mẹ. Cô bản tính từ nào giờ hay đi tập? Tập thể dục buổi sáng. Thì 5 giờ là mình đã dậy rồi. Mình đã chuẩn bị ra khỏi nhà rồi. Thôi nó đi làm thể vất vả này, con đêm có khi đêm nó khóc nó quấy á, thế để cho nó ngủ. Nhưng mà về cô về ra cô nói dậy để nó lo cho con ăn rồi đi làm. Nhưng mà cô ơi, giữa cô và chị có cái điểm nào mà chưa hợp nhau không cô? Có gần gũi gì nhiều mấy đâu mà. Con thì còn trẻ, cái tính nét của tôi đó nó khác. Con mình cũng còn trẻ mà mình lớn rồi thì mình phải lo sức khỏe cho mình. Tụi bay lo tụi bay, mẹ lo mẹ. Nhưng mà ý là cũng muốn cô á, là giờ mình dâu lớn, chị thì đi lấy chồng rồi, mình là làm dâu không phong tục mà đốt nhang còn không cần pha trà. Có khi nào cô góp ý thẳng với chị không? Có chứ, nói thẳng lấy chồng thì phải theo thói nhà chồng. Có nhiều mẹ người mẹ chồng khó chứ không phải như mẹ đâu. Chính gia đình nhà cổ là còn nói là ui mày gặp được bà mẹ chồng tiên quá tiên tiến. Nhiều lúc nói này, vợ dậy sớm, chồng dậy sớm một chút cho con dậy đi. Con người ta, cháu người ta 7 giờ 6 rưỡi ta đã ra công viên rồi. Thì cứ để con dậy sớm ấy mà mẹ cho ra công viên mà tập. Thôi để cho nó ngủ. Cũng bực cái chứ. Nhưng mà nói thôi thì kệ. Không phải là mình bắt ngày nào cũng dậy sớm. Dạ. Bây giờ giữa cô và con dâu, cái khoảng cách hai thế hệ nó cũng khá xa. Dạ. 20 mấy tuổi đây, 60 mấy tuổi thì khoảng cách thế hệ nó cũng xa. Có thể là mẹ cần cái sự kết nối tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu. Dạ. Bởi vì những mẹ chồng nàng dâu khác họ những người bạn với nhau vậy. Dạ. Tại vì còn ở nhau với nhau cả đời luôn. Rồi càng ngày mẹ chồng nàng dâu nó xa nhau. Nó xa từ từ lúc nào mình không biết đâu. Và cái tình cảm nó nhạt đi dần thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà không biết là giữa chị với mẹ chồng có một cái khoảng cách ở một vấn đề nào đó không? Nói đi con. Nàng dâu nói đi. Tại vì dịp hôm nay là để hai mẹ con hiểu nhau hơn. Dạ. Có thể là mẹ thì cũng hơi buồn em đó. Nhưng mà tại vì thời gian đó là em mới sanh, không biết là cái đấy là do trầm cảm hay là do gì hết. Nhưng mà tại vì con đầu nữa nên là em thì quý con rồi thương con này kia. Nói chung là bà cũng quý, bà cũng thương. Nhưng mà bà hay lúc mà hai cái cách chăm sóc nó khác biệt nhau phải không cô? Có thể lúc đó mẹ buồn nhưng mẹ không nói ra. Tại vì là em ít cho mẹ bồng cháu lắm. Tại vì là mẹ bồng là mẹ rung, mẹ bế trên tay mẹ rung. Cái lúc đó cháu nó còn nhỏ. Rồi thơm cháu. Từ hồi đó tới giờ em cũng chưa nói lại với mẹ. Em chỉ là hạn chế cho bà bế thời gian đó. Em có thể là thức đêm hoặc là dành hết thời gian em nghĩ cho con. Bà biết là con dâu hạn chế không? Không. Nó có con thì như mình có con. Nhưng mà em có nghiên cứu cách dạy con, ý cách chăm con không?
Thì bởi là em nghiên cứu nên là em khác với bà đúng dạ, không? Dạ em khác chứ. Đấy, thường thì mâu thuẫn nó xuất phát từ đây. Nó vào chứ. Mẹ ở nhà mẹ đừng có múa chảo cho cháu ăn. Cứ sai em con sai rồi. Cô không. Mẹ cho ăn. Nhưng mà nó đi làm rồi cô mua cháu dinh dưỡng á. Dạ. Cô về cho ăn không có sai gì hết. Kệ mày, mày nói kệ. Cô nghe nghe cô không nghe thôi. Dạ. Mà mình về mình nói là ở mẹ cho ăn chảo đó. Mẹ nói cho ăn thôi. Thế thôi thì biết đó là đâu. Rồi nó hỏi là mẹ cho ăn cháo gì thì cháo xay. Không có. Thế đó nó hỏi ơ sao còn nhiều chảo vậy mẹ. Đi mua chảo ngoài á. Cũng phải cười. Dù có buồn đi chăng nữa thì cũng phải cười. Chứ là con dâu đi thì mẹ chăm cách của mẹ. Con dâu về thì con dâu chăm cách của con dâu. Dạ à, không vậy tự nghiệp nhỏ. Mặt đạo nó cũng được chăm mà. Dạ. Nhưng mà ăn mà. Nhiều kiểu á, nhiều khi nó lạ miệng. Nên là không nghĩ là hai mẹ con mình sẽ thống nhất với nhau hả cô hả? Giống như đất không chịu trời thì thôi chịu trời, trời chịu đất, đất đi nó, rồi đó. Lúc trước em mới căng thẳng một chút thôi. Còn bây giờ thì nó cũng lớn rồi, con em cũng lớn nói, rồi nói thì về nó cũng chứ mỗi lần mà đi về cho nó ăn vậy cũng ngại ghê đi chứ. Về nó la một cái chắc mình cũng biết người chứ. Dạ. Nhưng mà cũng giận đó chứ hả? Cô này không, không dám. Không được. Có lần em đang về. Có thiệt có lần nào quạo không? Ý là em về em thấy cháu vẫn còn thì em hỏi thì mẹ nói bữa nay mua cháo bồ câu cho nó ăn, tức là khác cái cháo em nấu ở nhà. Hôm nay em có gì em nói với mẹ đi, những cái điều gì mà mẹ làm em hay buồn hay gì đó đâu, nó cứ nói đi. Mẹ thì cũng không có làm gì em buồn hết. Chỉ có lâu lâu em hai vợ chồng buồn. Giận nhau hai vợ chồng giận nhau thì cái tính em là em không có cởi mở, thí dụ như giận nhau là có thể cả ngày em sẽ không nói chuyện với ai trong gia đình, thấy là tâm cảm tới nơi liền. Đến khi nào mà hết giận chồng thì nó lại khác. Ủa em giận chồng chứ mẹ đâu có làm gì đâu, giận mà không nói chuyện với mẹ chứ. Nhiều lúc mẹ chồng nấu à, hôm nay xuống ăn cơm đó con, con chờ mau nào. Có mẹ chồng nào mà thật nó nổi nóng, nổi nóng chứ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ nó, ai mà mẹ chồng xuống ăn cơm đi. Ăn đi để mà lo cho con đi đã. Ta nói giận cá chém thớt là với ai thôi. Chứ trong nhà mình giận chồng mình rồi tự nhiên xuống mẹ chồng kêu ăn cơm ấy. Chưa muốn ăn. Không, con chưa muốn ăn. Con chưa muốn ăn. Gần giọng thế. Nhưng mà tới bây giờ thì đã giảm bớt chưa chị hay là vẫn còn? Nói chung là em chưa thay đổi được hết. Tôi vẫn còn kiểu đó. Con trẻ quá. Con dâu này thấy về cái tinh thần á cũng rất là tốt, về thần thái, về cách giao tiếp cũng rất là tốt đấy. Chỉ có điều là chưa mở lòng với mẹ chồng hay đúng là những ca chính thức chút xíu vậy thôi. Lâu lâu mình hòa hợp chút xíu thì anh nghĩ rằng tốt hơn ha. Hôm nay thì cô có muốn mong muốn con dâu mình thay đổi thế nào không? Cố gắng thay đổi cái cách nuôi con này. Mình cũng ảm đặt trên màng đâu. Có hai cháu ngoài đó nó vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Đứa nào cũng đi đá banh, cũng chơi cầu lông. Con phải thay đổi cái cách sống là cho con dậy sớm. Sáng sớm là tiêu tiểu là phải cho trẻ con nó đi. Thế mà rồng lòng ra, vợ chồng dậy sớm một tí, ngủ sớm đi. Cứ xử với mẹ thì sao cũng được. Bây giờ mua gì về mẹ cũng nhận, không chê nữa. Ngủ sớm, dậy sớm cũng là một cái khoa học rất là tốt. Khoa học đấy. Không biết là nàng dâu có mong muốn mẹ chồng điều gì không? Mẹ cũng không khó. Ừ, mẹ không khó cũng đâu. Vui vẻ với em này kia. Từ từ em sẽ cố gắng em tự thay đổi bản thân em thôi. Chứ còn mẹ thì như vậy là hoàn hảo rồi. Những cái mong muốn của mẹ cũng đúng đó, cũng khoa học đó. Nói tóm lại em cũng cần thay đổi gì nhiều đó. Một chút trong những cái gì mà nãy giờ mẹ nói thôi là được rồi. Và hoàn hảo rồi. Cảm ơn mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều về trò chuyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng cái sự kết nối của mẹ chồng nàng dâu sẽ chặt hơn nữa ha. Hiểu nhau nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu xin được gửi tặng cô phần quà từ nhãn hàng Calosure Gold, sản phẩm của công ty cổ phần Vita Dairy. Calosure, tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến. Cảm ơn Quỳnh Linh, cảm ơn Lê Lộc.